Vâng, Đỗ xin chào các bạn nhé. Hình ảnh những cây tùng La Hán tại vườn anh Bùi Toản Bonsai, xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương, với cả trăm cây lớn nhỏ các loại rất là đẹp. Mở đầu cuốn video này, chúng ta tiếp tục đến với một cây tùng gầm nhỏ. Đa dạng phục vụ các bác chơi. Rồi, cây này bao tiền đấy nhỉ? Vâng, xin báo giá sao được, có cái tùng La Hán này 1.200.000. 1.200.000. Đấy, anh giữ đấy, tôi nhìn thấy cái chụp kiểu ảnh nhá. 1.200.000 à? Vâng. À, hợp lý nhỉ. Vâng. Xong rồi. Vâng, cũng nói về những cây tùng mini, chúng ta lại tiếp tục đến với một cây nhỏ hơn một chút đây. Vâng, được đặt trong một cái tượng thánh gióng phù động thiên vương. Vâng, cây này bao nhiêu anh? Vâng, cho xin báo giá giao lưu cái tùng La Hán này cũng 1.200.000 luôn chú. Giá 1.200.000. Vâng. Rồi. Cái tùng này giá bao nhiêu anh? Vâng, tôi xin báo giá giao lưu của bác cái tùng 1.000.000. 1.000.000. Vâng. Rồi. Và cây thông mini này. Cũng 1.000.000 anh. Vâng. Cây thông này của bác nào cũng nhanh tay thì cũng giao lưu nhanh quá, giá 1.000.000 thôi. Rồi. Rồi, anh chuyển đi nhé. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu với các bạn một cây hoa ngâu. Rồi, đo đi anh ơi. Nhiều lắm, chỗ sâu lục giáp, kích thước củ bì là 50 chút. Vành thân tại vị trí này 34 chút. Chiều cao là 85. Rồi. Vâng. Sải tàn là 90 chút. Rồi, giao lưu giá bao nhiêu anh? Vâng, tôi xin báo giá giao lưu của bác cái ngô là 16 triệu. Giá 16 triệu. Và rồi, chuyển nhá. Vâng.
Vâng, mời anh em đến tiếp với một số cây tùng nữa. Nóng quá. Cuốn này cuốn thứ 5 buổi chiều đấy. Nào, tiếp tục cây anh đo cái vành này. Tùng là hắn nằm trong chỗ tròn, phú bì là 35 chỗ. Rồi. Vành thân chỗ đo tại vị trí này là 27. Chiều cao là 35 chỗ. Rồi. Tổng thể sải tàn là 58. Rồi giá bao nhiêu anh? Vâng, xin báo giá giao lưu của bác cây tùng là 2.600.000. 2.600.000, ok rồi. Vâng, mời anh em chúng ta thưởng thức một cây túc này. Anh quay hộ cây túc ấy, ngắm các phía. Rồi. Rồi anh đo đi. Cái tốc là nó cho một giáp là phú bì 45 xuống. Anh thân cho đo tại vị trí này luôn. 60. Vâng. Chiều cao là 95. Sải tàn tròn. 73 rồi. Giá bao nhiêu anh ơi? Vâng, tôi xin báo giá giao lưu kết thúc là 3.500.000. 3.500.000. Tốt đấy. Rồi. Vâng. Vẫn là chủ đề những cây tùng tầm nhỏ. B rồi nhé. B được. Cây này bao tiền anh? Vành gốc. Vành gốc tại vị trí này 16. Cái thùng này là hán là cháu xin báo giá giao lưu của bác là 1.800.000. 1.800.000. Khá được. Và đến với cây tùng ông Lỗ Chí Thâm cũng đang bê lên này. Rồi, cái này bao tiền? Vâng, giá của bác là 1.200.000. Rồi, giá 1.200.000. Chơi rất khéo nhỉ, để bàn trà đẹp ấy, cây hay hấp dẫn đấy. Vâng, tiếp cây tùng tùng này nữa.
Rồi. Xin báo giá giao lưu của các bác dùng là hán này là 2,5 triệu. Giá 2,5 triệu cái đấy. Vâng. Rồi viên nhé. Vâng, số điện thoại của anh Toản và anh Duẩn sẽ giao lưu với các bạn những cái tác phẩm tại Bùi Toản Bonsai. Và tiếp theo chúng ta đến với một cây cần thăng. Đo đi anh ơi. Nằm trong chút tròn phú kỳ là 85 chút. Vâng. Cao từ mặt chậu là 85 luôn. Hoành thân rất đo tại vị trí nhỏ nhất này nhé. 47. Sải tàn là 95. Báo giá bao nhiêu anh? Thì báo giá bao nhiêu quá, có thể thăng là 16 triệu. Và giá 16 triệu. Rồi. Vâng, với giá từ 1 đến 2 triệu. Những cây tùng bàn trà phục vụ các bác rất là đẹp. Cây này anh bê lên tay báo giá bao nhiêu anh? Xin báo giá giao lưu của bác cây tùng là hán là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Rất hấp dẫn nha. Rồi, ok đấy. B. Rồi, giá bao nhiêu anh? Xin báo giá giao lưu với tổng là hán là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi. Để nhìn thấy cái quạt ở đây phát mẹ mồ hôi ròng ròng tay sợ quá. Còn cái quạt nào nữa? Đấy, rất nhiều những cái cây nhỏ nhỏ này nhìn vui mắt thật đấy. Cây này thì bao nhiêu anh? Phun cái tiền dễ chơi. Để bàn chơi rất hợp lý. Cũng giao lưu có thành 1,2 triệu thôi. Và 1,2 triệu. Nhất trí. Tuyệt vời rồi. Và đây là cây thông nhá. Anh em chúng ta đến với cây thông hai lá, thông Chi Linh Hải Dương.
Quay cho hết vòng ấy. Đó, rồi rồi. Cái này bao nhiêu anh ơi? Xin báo giá theo đường của bác thông là 1.300.000. 1.300.000 và rồi. Và trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một cây tùng mini nữa. Cái tùng này giao lưu giá nào anh? Xin báo giá giao lưu của bác cái tùng là hán này là 750.000. 750.000. Rất tuyệt vời. Rồi. Và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này, chúng ta chuyển tiếp sang một cuốn nữa. Giao lưu với vườn anh Bùi Toàn. Phải nói vườn tùng rất là đặc sắc.